Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì ô tô 360 chúng tôi lại vừa mới mua về được một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G, quý vị và các bạn nhé, 1.5G, và chiếc xe này là xe nhập khẩu, chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan, sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 4 vạn km rồi, tất cả còn nguyên bản từ dàn lốp, lớp sơ cua còn chưa hạ quý vị và các bạn nhé. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, những chiếc xe Toyota phiên bản Yaris này thì phần lớn là những chiếc xe chạy nội đô và dành cho chị em phụ nữ chạy, cho nên là chạy rất là ít quý vị bạn ạ. Chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua về, mới lăn bánh được 4 vạn km đấy ạ. Sản xuất năm 2016. Tính ra 6 năm sử dụng rồi nhưng mới lăn bánh được có 4 vạn km thôi. Và phiên bản này là phiên bản G quý vị bạn nhé. Toyota Yaris sản xuất tại Thái Lan và nhập về Việt Nam mình, được phân phối tại thị trường ở Việt Nam mình là hai bản, bản E và bản G. Bản E là phiên bản thiếu đồ, bản G là phiên bản đủ đồ nhất quý vị bạn nhé. Xe được trang bị động cơ 1.5 lít và hộp số tự động quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này là đăng ký là màu xám hay còn gọi là màu lông chuột đấy quý vị bạn ạ. Chúng tôi vừa mới mua về chưa có rửa còn bẩn nguyên đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ đem dọn rửa đi rồi bày bán thôi. Tôi vừa mua về thì tôi cứ quay qua lên để giới thiệu lên cho quý vị bạn đã. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 480 triệu đồng quý vị bạn nha. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp quý vị các bạn, chỉ việc phải trả 30% giá trị của xe thôi. Số còn lại là 70% giá trị của xe quý vị bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris G 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Yaris G này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin thank you.